Còn 4 quân huy thì có thể Sunskin SS hữu hạn không? Câu trả lời là không. Không gì là không thể. Trong shop quy đổi hiện tại có Nata nghiệp hỏa với Lữ Bố Tư lệnh cần 499 huy hiệu. Vừa hai bên này gà rán mới cho ra cái dương huy hiệu yêu thương cực hời với phần thưởng cao nhất cực lời lên tới 500 huy hiệu. Vậy bài toán bây giờ rất đơn giản, chỉ cần hốt chúng dương chứa 500 huy hiệu là xong rồi. Quá dễ đúng không mọi người? Làm chừng hai dương 500 huy hiệu là mình hốt luôn Nata với Lữ Bố vừa đẹp. Đó là Ly đang nói ai con cháu gà rán thôi, chứ em gái như Ly thì có một đặc quyền khác, phải mở 69 dương mới ra được lận. Bởi vì nếu một dương mà ra luôn, thì sợ mọi người nói anh gà thiên vị Ly nữa. Ok, hẳn là cho tới 71 huy hiệu luôn, hảo anh gà.